Tôi xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay thì tôi hướng dẫn cho quý vị các bạn là phân biệt cây giống của hai cái giống chanh leo. Đó là tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn là phân biệt hai giống chanh leo. Đó là chanh leo vàng ngọt của Đức và chanh leo vàng ngọt Colombia các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi giới thiệu đến quý vị các bạn, đây là giống chanh leo vàng ngọt Colombia. Giống chanh leo vàng ngọt Colombia này thì cây giống từ khi còn nhỏ, rất là nhỏ thì đã có lá hình trái tim và lá cây thì có màu xanh nhạt, mặt dưới lá thì có màu bạc, có một lớp này, có màu bạc trắng bạc bạc chứ không hoàn toàn là xanh đậm các bạn nhé. Còn đây là cây giống của cây chanh leo ngọt của Đức, thì cây giống của cây chanh leo ngọt của Đức này thì cũng giống y như giống chanh leo của Đài Loan, cũng như là các cái giống chanh leo vàng ngọt hoàng kim của Mỹ, hay là giống chanh leo vàng ngọt của Nam Mỹ hay là Nam Phi, thì cũng đều là có hình dạng lá và cây khi trưởng thành là giống nhau. Đó là lá mà khi 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 còn non á thì nó cũng có hình trái tim, nhưng mà nó không hẳn là hình trái tim, như nghĩa là có cái đây này, phía dưới cuống lá thì là nó thon đó, và nó có màu xanh đậm, màu xanh lá cây đậm chứ không phải là màu xanh nhạt như chanh leo vàng ngọt Colombia các bạn nhé. Đây này, và thân cây khi còn nhỏ thì nó có màu tím này, cây giống khi còn nhỏ nó có màu tím như vậy, và khi mà cây trưởng thành á thì sẽ có lá xẻ thùy, lá xẻ thùy chứ không phải là lá như thế này mãi. Và quả chanh leo của Đức này thì quả khi chín thì sẽ có màu vàng, nhưng mà là màu vàng nhạt, và khi chín ăn cũng rất là ngọt, thơm ngon các bạn ạ. Đây hiện nay là cái giống chanh leo vàng ngọt của Đức này thì cũng là một cái giống cây có giá trị tiềm năng kinh tế cao, cây trồng rất thích hợp với khí hậu của Việt Nam và cho ra hoa ra quả rất là sai. Hiện nay á, thì cái giống này cũng là một cái giống cây trồng đặc sản đã được trồng thử nghiệm thành công tại Việt Nam, nhưng mà mới cho mức độ quả thu hái phân phối ra thị trường của Việt Nam là rất là hạn chế, chưa có nhiều sản phẩm, cho nên cái sản phẩm chanh leo vàng ngọt của Đức này thì cũng chưa có sản phẩm tại các cái chợ của Việt Nam đâu. Đấy. Cho nên là chúng ta vẫn cần trồng để phát triển kinh tế nhé. Cái giống này thì rất là ngọt và thơm ngon chứ không chua như chanh leo vàng ngọt của Đài Loan hay các cái giống chanh ta của Việt Nam đâu. Đây, hai cái giống này khác hoàn toàn nhau các bạn ạ. Đấy. Một cái giống thì lá là thon thon dài dài. Đấy, khi còn nhỏ. Và khi trưởng thành ấy, thì có xẻ thùy. Còn cái giống chanh leo vàng ngọt Colombia này là hoàn toàn là hình trái tim chứ không phải là thon thon hơi có hình trái tim như chanh leo vàng ngọt của Đức hay các cái giống chanh leo khác của Việt Nam các bạn nhé. Đây này, hình trái tim hẳn hoi đây này. Đó, ở cái cuống lá là cũng cong giống như là cái hình phía dưới của cái trái tim vậy. Đây này, và lá thì có hình, lá thì có màu xanh nhạt, phía dưới lá thì có màu bạc trắng bạc chứ không phải là mình hồ chứ không phải là màu xanh đậm. Đó, khi mà cây trưởng thành thì vẫn có lá hình trái tim như vậy, nhưng mà nếu chăm sóc tốt thì lá rất là to, có thể to bằng cái quạt luôn các bạn ạ. Giống chanh leo vàng ngọt Colombia này thì cũng đã được trồng thử nghiệm thành công tại Việt Nam, và cây trồng này thì cho cũng rất là sai quả và cho năng suất rất là cao. Hiện nay các cái sản phẩm chanh leo vàng ngọt Colombia này đã có sản phẩm cung cấp ra thị trường Việt Nam và được bán tại một số siêu thị lớn tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay một số cửa hàng mà trái cây cao cấp, nhưng mà với giá rất là đắt, là đạt từ 80.000 cho đến 100.000 đồng một quả. 100.000 đồng một quả chứ không phải là 1 kg các bạn nhé. Rất là siêu lợi nhuận, nghĩa là giống chanh leo này là siêu lợi ngoại nhuận. Bởi vì tại sao nó như thế? Bởi vì cái giống này á, là không chỉ có quả mẫu mã đẹp, đó là quả khi chín thì có màu cam đậm và nó có thể bảo quản lâu hơn so với các cái giống chanh leo khác.
các cái giống chanh leo khác thì nó nhanh bị héo, quả mà khi đã hái rồi thì rất nhanh bị héo và hay bị co ro, co rúm quả. Nhưng mà giống chanh leo vàng ngọt Colombia này thì quả sau khi mà chín thì nó chín rất là từ từ, chứ không phải là nó chín ồ ạt như các giống chanh leo khác, và quả khi chín thì nó héo, nó nhăn nheo vỏ, vỏ nó cứng hơn. Đó. Cho nên là chúng ta có thể dễ dàng vận chuyển đi nơi khác. Là một, thứ hai á, đó là cái đặc điểm của nó rất là đặc biệt, đó là ruột của nó là có màu trắng sữa chứ không phải màu vàng như các giống chanh leo khác, và khi chín thì ăn rất là ngọt, rất là ngon chứ không phải là chua. Đấy, đây là cây giống các bạn nhé. Đây, còn đây là cây giống chanh leo vàng ngọt của Đức này. Giống chanh leo vàng ngọt của Đức này á, thì cũng là cho rất là sai quả và cho năng suất cao. Nhưng mà so với giống chanh leo vàng ngọt Colombia thì nó bảo quản được thời gian là ít hơn. Đó, bởi vì nó giống các cái giống chanh leo khác là khi sau khi quả chín là vỏ nó có hiện tượng là nhăn nheo và nó co rúm 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 quả đó, giống như chanh leo Đài Loan cũng vậy, hiện tượng là héo quả. Và ruột của quả thì khi chín nó có màu vàng đậm và ăn rất là ngọt. Do là cái khả năng bảo quản của nó là không được lâu bằng chanh leo vàng ngọt Colombia. Cho mi đậy mẫu mã bên ngoài của vỏ quả là chanh leo vàng ngọt của Đức là có màu vàng nhạt. Đó. Mẫu mã bên ngoài nó không được đẹp bằng chanh leo vàng ngọt Colombia, cho nên là cái giá của nó sẽ rẻ hơn. Đó. Hiện nay ấy, thì bán ra thị trường tại Việt Nam là khoảng 150 cho đến 200 nghìn trên 1 kg quả. Đó. Nói là rẻ hơn chanh leo vàng ngọt Colombia, nhưng mà thực tế đây cũng là một giống chanh leo là siêu lợi nhuận và là siêu giá trị kinh tế và cũng siêu là năng suất các bạn nhé. Bởi vì các cái giống chanh leo ta của Việt Nam hay chanh leo của Đài Loan á thì có giá rất là rẻ, mà chỉ có khoảng 10 đến 30 35 ngàn đồng trên 1 kg thôi. Còn cái giống chanh leo này là có giá trị là trên 100.000 trên 1 kg, mà cũng cho size quả như chanh leo của Đài Loan và thậm chí là sai hơn, cho nên là nó rất là năng suất và có giá trị tiềm năng rất là lớn. Cho nên là hai cái giống chanh leo này thì cần các hộ nông dân của Việt Nam trồng và phát triển kinh tế trong thời gian tới các bạn nhé.